Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả các Phật tử cùng tất cả các bạn nghe trên chương trình buổi tối hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay chúng ta nói về ngữ luật của Bồ Đề Đạt Ma. Và cái chương mà chúng ta có thể nghe bây giờ là bốn quán hạnh vào đạo của Đại Thừa. Và đây là cái bài nói đầu tiên ở trong cái ngữ luật của Bồ Đề Đạt Ma. Muốn vào đạo có nhiều đường, tóm lại không ra ngoài hai đường là lý nhập và hạnh nhập. Lý nhập là thực hành theo giáo lý mà bước vào cội nguồn của đạo. Những cái bài này là chính từ Bồ Đề Đạt Ma, nghĩa là nói ra và sau này có vị thầy tổ kết tập lại và nó thành ra cái ngữ luật này. Muốn vào đạo có nhiều đường, tóm lại không ngoài hai đường là lý nhập và hạnh nhập. Lý nhập là thực hành theo giáo lý mà bước vào cội nguồn của đạo, tin sâu rằng các loài hàm sinh đều cùng một nhân tánh. Chỉ do khách trần vọng tưởng che khuất nên không hiển lộ. Nếu rời hư dối mà trở về nơi chân thật, dừng lại trong bích quán, không thấy có mình có người, phàm thánh là một, vững chắc không dời, cũng không theo chữ nghĩa, đó là hợp với lý, không phân biệt, tịch diệt vô vi, gọi là lý nhập. Chúng ta cái phần thứ nhất á, thì gọi là lý nhập, tức là chúng ta thực hành cái giáo lý trong cái cội nguồn của đạo, tức là tin rằng các loài chúng sinh đều một nhân tánh. Chỉ do khách trần cái nhân tánh đó, chúng ta tức là đồng một cái tánh như con người, tức là cái tánh biết. Mà chúng ta muốn biết cái điều đó thì chúng ta phải biết cái khách trần là gì. Khách trần là cái vọng tưởng, vọng tưởng che khuất nên không hiển lộ. Vọng tưởng tức là vọng niệm, tức là cái niệm của chúng ta ở trong lòng. Bây giờ chúng ta muốn biết nó thực sự là không phải là chúng ta tìm ở trong kinh sách hoặc nghe giảng mà biết được. Mà chúng ta phải thấy được cái vọng tưởng của mình, tức là cái mà chúng ta suy tư, nghĩ ngợi đó. Nếu mà chúng ta muốn tìm thấy được cái vọng tưởng đó thì chúng ta phải để tự nhiên, chứ không có kiềm chế, không có phải ngồi yên mà thấy được. Nếu chúng ta ngồi yên thì thỉnh thoảng chúng ta chỉ thoáng thấy một cái gì đó ở trong lòng của mình, rồi nó lại im luôn, nó không có gì. Nhưng mà bình thường đó thì chúng ta rất dễ thấy, miễn là chúng ta đừng có quên cái sự chú ý theo dõi một chút, nhưng mà không có can thảm. Ví dụ như chúng ta đương ngồi hay là đương đi thì bỗng nhiên nó có một cái ý nghĩ, chúng ta nghĩ cách này nghĩ cách kia, chúng ta muốn điều này muốn điều kia. Bất cứ một cái gì mà chỉ một ý nghĩ lên thì chúng ta liền biết. Khi mà chúng ta biết ý nghĩ thì cái ý nghĩ đó là cái vọng tưởng. Vọng tưởng không phải cái điều nó đúng hay là nó sai, mà chúng ta chỉ biết đây là cái vọng. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà cái vọng nó sanh lên á, thì trong chốc lát nó không có tồn tại. Rồi chúng ta lại thấy không có gì. Rồi vài lần như vậy thì chúng ta bắt đầu thấy cái sanh và cái sự biến mất cái gì. Và nhiều lần như thế chúng ta thấy được cái pháp sanh diệt.
thấy pháp sanh diệt thì chẳng chẳng lâu chúng ta sẽ thấy sự tịch diệt. Cho nên ở trong kinh nó sanh diệt diệt dĩ, tịch diệt vi lạc. Sanh diệt mà mình hiểu được như thế, mình thấy như thế thì nó sẽ cảm biết cái tịch là tịch diệt là gì. Tịch diệt tức là thường thường chúng ta nói cho vô niệm, cái không vọng đó. Tịch diệt. Cho nên tất cả pháp của giáo lý Phật đó, nói tuy nhiều vô lượng, nên là 84,000 pháp môn, nhưng mà điều là chỉ để trừ vọng tưởng mà thôi. Khi mà chúng ta không còn vọng tưởng được thì không còn vọng tưởng nữa thì chúng ta thấy tâm. Mà thấy tâm tức là thấy Phật. Bởi vì chúng ta biết phần nhiều là biết theo kinh điển, biết theo nghe người khác nói, hoặc mình nghĩ như vậy, nhưng mà cái trực diện mà mình thấy thì nó mới chính xác hơn. Cho nên chỉ một câu mà chúng ta có thể hiểu đạo, một câu mà chúng ta sẽ có thể vào đạo. Nhưng mà nếu chúng ta không hiểu, chúng ta lai quay thì bây giờ suốt đời nó cũng mới nhiều chuyện, chứ không có gì. Bởi vì chúng ta cái vọng tưởng nó không cho chúng ta an trú ở cái điểm nổi. Nó nghĩ cái đó, nó thấy giống như đúng, vừa đúng thì nó lại nghĩ cái khác. Nó nghĩ cái khác một lúc thì nó cũng không yên mà yên tâm, nó lại nghĩ tiếp. Có khi thì chúng ta biết nó nghĩ, có khi thì không biết. Cho nên đó là cái tâm trần, tâm vọng nó là vậy. Chứ không có gì lạ, nhưng mà bởi vì chúng ta không thấy rõ ràng, không có mục đích nó, cho nên chúng ta cứ tìm kiếm rồi làm đi làm lại, có khi cả năm hay là có người có nhiều năm nhiều mà cũng không thể nắm bắt được. Thật sự thì cái chân lý, cái sự mà hiểu biết, cái vọng hiểu biết mình, nó không phải là cái chuyện quá khó khăn. Nhưng mà chúng ta không có định tâm, với lại không có. Mà nếu chúng ta định tâm thì tự nhiên chúng ta sẽ thấy. Nhưng mà nếu chúng ta cố định thì chúng ta là không thấy. Cố định là chúng ta nhím lại. Chúng ta không thấy. Cũng như bây giờ mình muốn thấy cái cây nó tự nhiên, mình để nó tự nhiên. Nó câm thì mình thấy nó câm, nó thẳng mình thấy nó thẳng. Mà nếu chúng ta cố làm cho nó thẳng tâm, hay là chúng ta đè, chúng ta chặn nó, thì thực sự chúng ta không biết cái thẳng thế nào. Cho nên bữa nói là theo giáo lý bước vào cội nguồn của đạo, tuyên sâu rằng các phàm sinh, các loại hàm sinh đều cùng một nhân tánh, tức là tất cả cái nhân tánh của chúng ta đó, mình có cái nào thì tất cả chúng sanh cũng đều có cái này. Mình có thiện thì chúng sanh cũng có thiện. Mình không có cái bất thiện thì chúng sanh cũng bất thiện. Nhưng mà mình hãy thấy như chính cái thấy, chứ không phải là mình thấy trong cái sự phê phán, trong nói là mình đúng, mình sai, hay là mình vọng tưởng, hay là mình chánh niệm, chánh độ. Thế mình còn phân biệt chừng nào á, thì nó là còn thêm nhiều cái sự rắc rối. Nhưng mà mình chỉ có cái thấy thôi, chứ không phải là cái phân biệt. Cái thấy mà không phân biệt thì tất cả cái tướng của thấy đó nó là thật. Còn cái thấy mà phân biệt thì tất cả mình thể thấy cái hư giả, mà rất khó cái thật, cái thật. Mình bởi vì mình không thấy cái thật, cho nên mình cố gắng mình thiền định, mình tu để mình tìm cái sự thật, mình tìm cái định tâm, mình tìm cái thật ở trong tâm mình. Tức là cái tâm mình nó bắt đầu nó phải dừng lại. Nó dừng lại, mà nó dừng lại là có điều kiện, tức là nó dừng lại theo cái pháp gì đó. Nó gọi là cái công án hay là cái pháp tu của mình. Thì hoàn toàn mình không thể thấy được. Mà giả trí một lúc nào mình có đạt thì mình lại đạt theo cái thứ bậc, theo tùy theo cái chỗ tịnh sâu hay là cạn, mà mình biết cái trạng thái tâm. Cái đó nó không bao giờ nó đúng hết cả. Cho nên mình hãy thấy nó một cách tự nhiên. Ví dụ bây giờ mình đang đi thì mình thấy mình đang đi.
mình đang ngồi thì mình thấy đang ngồi. Một lúc nào đó thì tự nhiên cái đi hay là cái ngồi hay là cái đứng, tất cả cái động tác nó nằm trong cái thấy, tức là mình không phải thấy nữa, tự nhiên nằm cái thấy. Tức là bây giờ cái thấy nó là cái chỗ thực. Còn cái đi đứng nằm ngồi hay là mình nói lý động tĩnh rồi này kia, tất cả cái đó mình không có cần biết tới. Bởi vì nếu mình có cái thấy hay là mình có cái biết thì tất cả cái kia nó không là gì hết cả. Cũng như nếu mình là một cái tấm gương, tất cả sự vật nó chiếu trong tấm gương đó đều hiện rõ ràng. Còn nếu mình là một cái tấm gỗ hay một cục đá thì mình không có cái cảnh hiện đó. Cho nên chính cảnh hiện đó mà mình biết mình có tâm. Cho nên cái điều kiện thì thực sự nó đảo ngược, nó rất là giống vậy. Bởi vì nó sẽ không loạn trong cái biết. Còn nó loạn là bởi vì ở trong cái không biết nó chỉ có chút xíu thôi. Nhưng mà ít có người mà nói chuyện đó, cái bí quyết nó là vậy. Cho nên người ta cố gắng hay là người ta dạy mình phải cố gắng mình nhiếp tâm, mình tu tập này kia. Nhưng mà điều đó có khi lâu dần một lúc nào đó mình cũng biết. Nhưng mà thật sự ít. Mai thì nó một thời gian, và có khi cả năm, có khi vài năm, có khi người ta như ta thiền, có khi có người họ thiền cả chục năm, bao nhiêu năm. Nhưng mà hỏi là huynh đã giác ngộ chưa? Thì họ không dám chắc, họ không biết cái giác ngộ là gì. Và người ta nói thì cái thiền định thì nó sẽ thanh tịnh, nó định hay là cái này cái kia, họ cũng nói cái kết quả đó. Nhưng mà không bao giờ họ dám xác định là mình là bậc giác ngộ hay gì cả. Mà khi họ nói ra thì người ta trước hết là người ta sẽ sanh tội, là bởi vì người ta không biết cái đó đúng hay sai, có khi người ta cũng có chứ không. Nhưng mà người ta không xác định được. Bởi cái vấn đề xác định là vấn đề không phải là mình nói hay là mình quyết định, mà mình thấy nó. Mình thấy nó như thế thì mình nói như thế. Mình nói như thế rồi mình thật sự thì mình không có cái nghi khi mình nói như vậy. Rồi lúc nào mình thấy thì mình cũng thấy y như một tướng đó thôi. Cũng như lúc nào mình nói lên thì mình biết mình nói lên. Hoặc lúc nào mình suy nghĩ thì mình biết mình suy nghĩ. Mà không suy nghĩ thì không suy nghĩ. Không có nói thì biết cái không có nói. Cuối cùng thì không phải là biết hay không biết, nhưng mà thật sự chính là cái thấy rõ ràng, cái tính biết đó, nó mới là tâm. Còn bởi vì mình không thấy rõ ràng cho nên mình phải ước lượng, mình phải nói nó là cái thế này, nó là thế kia. Tâm tôi phải thế này, tâm tôi phải thế kia. Rồi có khi tôi phải làm thế này, tôi phải làm thế kia. Hay là người ta tu cũng vậy nữa. Người ta tu rồi người ta sợ mình ngã mạng, sợ mình nói quá, mình mắng tội rồi, sợ đủ thứ. Bởi vì trong khi đó mình không xác định được cái gì cả. Mình có thể mình thấy, mình nói gì đó, nhưng mà mình lại hoang mang, mình muốn nói, mình lại dừng lại. Mình là cẩn thận thế này thế kia. Đó, nó chứng tỏ là mình không có cái thấy thẳng trong cái nhất tâm được. Bởi vì nếu người ta thấy thẳng thì nó không có nhiều mặt, nó chỉ có một thôi. Có thể là không phải hoàn toàn, nhưng mà nó thấy sanh, rồi một lúc nó thấy diệt rồi nó thấy sanh. Nhưng mà cuối cùng chính vì cái thấy đó mà cái tâm thật nó hiện ra. Sanh thì là sanh, diệt thì là diệt. Chứ đâu có phải là cái sanh là cái tội, hay là diệt là không tội, hay là diệt là đúng, sanh là không đúng. Cho nên khi mình thấy thì nó mới tịch diệt, còn mình không thấy thì nó sanh, nó diệt. Rồi mình không biết là thật sự nó sanh hay là nó diệt, nó là gì. Cho nên trong kinh nó sanh diệt, diệt dĩ, tịch diệt vi lạc. Sanh diệt dứt rồi, tịch diệt là vui. Cái dứt không phải là mình đoạn, mình dứt. Nhưng mà mình thấy ở trong tâm mình nó dứt. Bởi vì sao? Bởi vì mình không thấy thì tự nhiên nó sanh.
mình bất ngờ mình không không thấy, hoặc là một hồi nó sanh ra nó vọng tưởng, nó nghĩ gì một hồi mình mới biết. Cho nên mình không có cái biết mình. Không biết mình thì thật sự mình cũng không biết người. Bởi vì người hay mình thì nó cũng chỉ bấy nhiêu thôi. Cho nên khi có biết thì một tí đi nó cũng biết. Còn không biết thì nó tưởng tượng, nó nói lung tung. Cho nên biết thì có biết mãi mãi, không thì tất cả cũng đều hoàn không. Bởi vì ở trong đó là ảo, chứ không phải là thật. Nhưng mà cái biết là nó cũng giống như cái gương sáng. Dù một cái vệt mà rất nhỏ nó cũng biết. Mà cái im lặng không chịu gì nó cũng biết. Nó biết như vậy đó. Có thể là nó biết một thời gian cũng không lâu. Nhưng mà rồi đến một lúc nào đó, bỗng nhiên nó thấy được cái chuyển động của tâm. Tức là cái niệm đó, cái sự dịch chuyển của niệm đó, cái thấy một cách vô tư, nó không có sự cố gắng, nó không có căng thẳng, nó không có trụ trong pháp hay là buông bỏ pháp hay gì cả, mà tự nhiên một lúc nào tự nhiên nó thấy một cái chuyển động như là một cái thoáng qua thôi, rồi nó mất đi, giống như một chút mây mà nó vừa thoáng qua trong cái bầu trời xanh, không có việc gì. Cái thấy này nó bắt đầu đi vào cái chứng, cái hiệu ứng chứng. Bởi vì sao? Bởi vì khi cái thấy đó, nó thấy cái mà sanh ra không phải là nó sanh, không cái tâm trong tâm nó không có cái từ sanh hay diệt, nó không nói, nhưng mà là có cái thấy. Nhưng mà cái thấy nó không có gắn kết vào cái tôi thấy hay là không thấy. Nhưng mà cái tính chất nó đi qua một cách thoáng móc, mơ hồ. Rồi tất cả nó không có gì đó. Nếu mà thật sự chúng ta thấy đúng như vậy đó, thì tức là chúng ta đi vào một cái dòng chảy khác rồi. Cái dòng chảy đó gọi là nhập lưu đó. Bởi vì sao? Tức là nhập vào dòng chảy, chứ không phải là cái vọng niệm nó trôi chảy. Bởi vì cái tính chất mà cái không phải niệm và cũng không phải thấy, nhưng mà tất cả các hiện tượng, nó gọi là hiện tượng về tâm hay là về một cái gì đó, nó thoáng qua mà tự nhiên chúng ta thấy. Chúng ta thấy nhưng mà chúng ta không có đánh giá, không có nói nó là cái gì vậy cả. Tức là thấy mà không có sở hữu, không có tư hữu, không có sở tư. Nghĩa là cái tư là cũng như cái riêng cái mà mình mới thấy, hay là cái đó ở trong người mình chứ không phải ở chỗ khác như vậy. Nghĩa là hoàn toàn tuyệt đối không có phân biệt. Cho nên chúng ta thấy một cái gì nó thoáng qua rồi nó đi mất. Và nó lạ lùng là khi mà bắt đầu thấy cái đó thì chúng ta tự nhiên trong lòng nó tự sáng lên. Lặng lẽ chứ không phải là nó bừng sáng hay gì, nó lặng lẽ nó sáng lên. Khi nó sáng lên thì tất cả thỉnh thoảng một hai lần nữa nó thấy như vậy. Thì cái thấy nó tồn tại, còn cái tướng thấy, cái đối tượng nó chuyển động thì lần lần nó không còn nữa. Tức là chúng ta đã vào cái dòng chảy suôn sẻ rồi. Đó là cái trạng thái nhập lưu của cái tâm thứ nhất ở trong cái sự tiến hóa đi vào dòng. Cho nên sơ ư văn trung nhập lưu văn sở, nói thì nó rất là ghê, giống như là thánh nhân hay gì đó, nhưng mà cái chuyện đó nó không có quan trọng gì hết cả. Thánh hay phàm tất cả chỉ là cái khái niệm, chỉ là cái tưởng tượng thôi. Còn cái quan trọng là cái tâm nó vô vọng.
Từ đó về sau cái thấy lần lần nó rất là rõ ràng và nó không còn vọng nữa. Tức là vào cái quả thứ nhất gọi là dự lưu tu đà hoàn. Nhưng mà trong kinh nói đó, nếu mà nhập lưu trong một thời gian thật không lâu thì tự nhiên mình cảm thấy mình không còn cái muốn ham những cái điều mà trước kia mình ham mình muốn nữa. Nghĩa là mình tự nhiên cái lòng tham giống như nó bay đâu mất. Tự mình sẽ thấy thôi chứ không phải là tự nhiên, không phải mình nói hay là không phải mình giỏi kìm dễ cả. Tự nhiên một lúc nào mình thấy sao tự nhiên mình không có cái muốn gì đó, mình không có lòng tham miệng, tự nhiên mình phát minh ra đó. Còn cái nóng giận cũng vậy đó, tự nhiên nó giảm, không phải nó hoàn toàn tuyệt đối, cái nóng giận thì nó giảm. Có chuyện nó đóng tức đóng bực mình, tự nhiên mình thấy nó thoáng qua rồi nó đi mất, nó nhẹ nhẹ lần. Tức là cái tham sân tự nhiên nó giảm. Khi mà có cái trạng thái đó ở trong lòng mình tự xác tự biết rồi đó, thì mình nhớ lại, mình thấy đây là cái kết sử nó đang chuyển hướng rồi, nó thay đổi rồi. Cái thấy thì nó là một, nó cần lúc nó cần rõ cần sáng, còn cái tham sân thì nó rất nhẹ. Cho nên lúc đó là bắt đầu mình tiến lần lên cái vị trí thứ hai đó. Bởi vì mình nghĩ là thánh là phàm cho nên người ta sợ, người ta nói mình làm gì mà làm thánh được. Cái từ thánh hay là phàm đó thật sự nó không gì. Cũng như giống như mình học toán ở tiểu học, nhưng mà bỗng nhiên là ai chỉ mình có thể làm được một cái bài đại số, một cái bài toán lớn, hoặc là tự nhiên mình nghĩ ra đó. Thì thật sự cái chỗ mà tiến bộ tiến hóa đó là trong cái tư tưởng của mình thôi, trong cái khả năng của mình thôi, chứ không có gì quan trọng. Nhưng mình nói ôi sao thằng này nó tự nhiên nó lại giải được một cái bài đại số lớn như thế này, nó mới tiểu học mà đây cái đó. Nhưng mà thật sự có người không phải là con người nó giỏi về toán mà nó giỏi về cái gì, nhưng mà cái tính chất, cái khả năng, một cái truyền thống kín đáo sâu sắc gì của cái loại học trò, của cái loại học sinh nó như vậy, tự nhiên nó nổi lên. Cái trong tướng thì mình nghĩ cái thằng nhỏ này tự nhiên nó sớm quá, nó thông minh hay là nó có thể lên, thì nó đủ cái điều kiện mà trong cái những cái môn học như thế thì nó lên lớp chứ đâu có gì đâu. Nó lên lớp. Có nhiều khi nó cũng không có biết tại sao mình như vậy. Cho nên ở trên thế giới này có nhiều nhà văn hoặc là nhiều vị thiên tài đó. Có khi nó tự sanh, nó tự biết thôi. Nhỏ thì người ta gọi là thần đồng, lớn thì gọi là thiên tài. Nó có cái khả năng đó. Cho nên tôi học hỏi cũng biết một vài người như vậy. Và tôi cũng hỏi kỹ tại sao anh lại thông minh quá, anh học như vậy. Tôi cũng đâu có nghĩ đâu biết đâu, tự nó lại như vậy. Vậy kia. Cho nên người ta gọi. Ví dụ có lần tôi nói với Phẩm Cũng Thiện rồi vậy. Là lúc mà anh viết cái tác phẩm mà đối thoại với thầy Nhất Hạnh, ý thức mới trong văn nghệ và triết học, lúc đó tôi mới có mười mấy tuổi thôi, 16-17 tuổi gì đó. Và nhìn thầy Nhất Hạnh viết lại cái bộ gọi là nói lại với tuổi 20, nói với tuổi 20, có nghĩa tôi nói chuyện hết còn kia. Anh nói một cách nó đơn giản thôi chứ không có gì, bởi vì sao mình không có cái đó. Ví dụ tôi không có cái đó, tôi không được cái khả năng đó, cho nên tôi thấy nó quan trọng quá.
Vì thế cho nên nó không phải là cái chuyện quan trọng gì cả. Mà khi cái tâm mình nó thay đổi, nó ở trong một cái hướng nào, về văn học hoặc là về kỹ thuật, đạo lý, đạo đức này kia đó, nó có chiều hướng đó. Mỗi con người nó có một cái cũng giống như là cái truyền thống ở trong cái tâm linh mình. Nhưng mà đứng về tôn giáo với về đạo đức á, thì cái sự thay đổi tiến hóa đó nó dù nhỏ hay là dù lớn, nhưng mà nó có một cái tính chất toàn diện. Ví dụ như bây giờ một người mà họ tiến tới cái tâm dự lưu á, thì khi nó hiểu biết được cái đường tâm, cái nước tâm đi như vậy đó, thì cái chuyển động như vậy thì thật sự nó không dụng ý, nhưng mà nó sẽ ủa sao là mình không còn nghĩ gì hết, nó thấy lạ, là bởi vì cái này sanh thì cái kia nó sẽ mất đi, nhưng mà cái sanh đó là cái đã chứ không phải là tự nó dụng tâm gì hết cả, cho nên nó sinh lên là cái đã sinh hiện hình là chỗ chính mình đang đi. Bởi vì cái sanh là cái dòng tâm nó sanh ra. Cũng như người ta ngồi thiền hay là đúng đó. Mà lúc mà nó, cái quả nó đến thì tự nhiên nó xảy ra. Có khi ta ngồi nó không có, nhưng mà sau này ta xả thiền rồi, ta đang làm cái gì thì nó, cái nước tâm nó chuyển đi. Cũng giống như mình học bài, mình học cả buổi, cả ngày không thuộc. Rồi mình đi chơi hay là mình ngủ một giấc dậy, mình đọc lại cái thuộc. Nó giống vậy. Bởi vì cái sự làm việc ở trong cái thức của mình không biết được. Mà mình chỉ thấy cái chỗ dụng ý của mình thôi. Chỉ cái ý mình, chỉ thấy cái ý thức của mình. Thì để cho nên cái vấn đề tu của mình á. Có người tu ngoài tu mà không biết cái chứng hay là cái đắc gì, nhưng mà khi họ sanh ra được cái kiếp sau hay là cái nửa đời về sau, khi họ bỏ đi rồi, rồi tự nhiên cái tâm đó nó là sinh lên. Kể cả những cái tri thức hay là cái tha tâm trí, tha tâm thức nó cũng vậy. Cho nên có người tự nhiên mà tại sao họ là thông suốt, họ là biết, hoặc là họ tiên tri này kia, không phải là tự nhiên đâu. Người ta có một cái gia hạnh, gia công, gia tâm nó đi trước rồi. Cũng như người ta học bài, các em nhỏ học bài nó học chi chết, nó không thuộc, tự nhiên nó đi ngủ mất, ngủ là tới chừng nó thức dậy nó đọc lại một hai lần nó thuộc mất, nó ủa sao mình mới học thuộc. Cũng như giấc ngủ đó giống như mình chết đi. Mình chết đi, mình bây giờ mình tu quá rồi không được gì cả, mình chết mất. Rồi mình sanh ra thằng bé sau này nó cứ 10 tuổi, 300 tuổi gì đó. Cái tự nhiên nó lại hiểu biết, nó lại giấc ngủ. Cho nên ngày Kumara Thập hồi đó mới 7 tuổi. Đến chùa trong cái sử nó bưng cái bình bát trong chùa. Nó mới bưng lên thôi, thì ông thấy vui vẻ bưng lên, ông nghĩ cái bình bát này nặng quá, mà sao mình bưng nổi, vừa nghĩ vậy cái thấy nó nặng quá, để không bưng không nổi. Trong khoảnh khắc đó, ông giác ngộ về cái tâm duy thức quán, tức là thấy cái thức mình nó sinh lên thì nó đồng quá. Để mình nghĩ không nổi thì mình không có cái sức mà bưng nữa. Còn cái mình nghĩ mình bưng nổi thì mình có thể bưng nổi. Trong đó nó thực sự nó cũng chênh lệch một vài cái điều kêu bằng không nói được. Hay là nó sai biệt chứ không có nhất thiết như thế. Nhưng mà cái ý nghĩ của mình nó rất mạnh. Cho
Cho nên bình thường ví dụ như tôi có một cái cây sắt 5-7 kg gì đó, tôi hay xách một tay và tôi quay qua tôi chơi. Nhưng mà bữa đó tôi thấy tôi yếu, hay là một thời gian tôi cũng làm tôi thấy yếu quá rồi, tôi làm mình làm mình xách không nổi, cái tự nhiên tôi xách lại nó nặng hết. Nhưng mà rồi hồi khóc tôi đi quay lại vô tư tôi xách tôi cầm lên thì nó lại khóc nữa. Cho nên tôi cũng kinh nghiệm, cũng như mình kinh nghiệm từ cái thức của mình. Trong cái thức đó nó có những cái ngầm, nó tạo ra lực. Cho nên cái thức đó nó là năng, còn cái lực nó là lượng. Cho nên chúng ta không biết cái năng lượng là cái gì. Cái năng nó sanh ra từ đâu, cái lượng nó sanh ra từ cái năng. Năng là tâm, mà lượng là lực, là sức. Tâm nó sinh ra lực, nên là thức. Cái tuệ cũng vậy nữa. Chúng ta học nhiều, chúng ta phân biệt và chúng ta khéo léo, nó có một chút ít cái sống bên trong. Nhưng mà mình là cái người trí thôi. Còn cái tuệ đó là một cái ánh sáng, nó nhẹ nhàng, nó trong veo ở bên trong mà mình không biết. Tự nhiên bỗng nhiên mình phát minh ra một cái gì đó, mình thấy ủa sao mình sống như vậy. Rồi một người nào đó họ nói trời ơi mình có trí tuệ thôi, nhưng mình nghĩ lại mình mới biết cái chỗ tuệ là gì. Cho nên hồi tôi ở giáo viên nghệ thuật ở chùa của Hòa Thượng Minh Trụ á, chùa Chánh Giác á, ở đường ngã năm Bình Hòa, ông thầy Chí Tâm á, ông là một nhà nho, ông là một cũng như nho sĩ, ông rất là giỏi. Hồi đó thì tôi mới có 20 mấy tuổi thôi. Ông nói sao huynh cứ tu hoài, huynh không tôi thấy huynh là độc đáo mà đặc biệt. Tôi nói trời, tôi mới tu, tôi tu mà tôi cũng đâu vừa ý, tôi không thích. Vậy tôi lại sớm tôi thích tu và tôi cũng nói. Lúc đó Hòa Thượng cũng có cho tôi lấy nó pháp. Rồi lúc đó là năm 61, 62 gì đó. Ông bư nói tôi làm một cái bài thơ này để thầy coi phía sau này thầy có đúng không. Ông mới nói là thế gian phi thị thế gian tâm, nhất hướng bồ đề quảng bắc thanh, đạo bất dị đoan thiên nhật lệ, pháp vô huyền ảo hải kiều âm, đắc văn cứu cánh đương minh thuyết, nhẫn nhục viên thành miễn quả xâm, hiện tại năng nhân chim phước huệ, quá tiền công đức khẩu như lâm. Sư Chí Tâm là một người trung niên xuất gia, ông là một người học thức rất giỏi. Dù như hồi xưa ông có đậu về cử nhân nho, và ông lớn tuổi rồi nhưng mà ông rất có hiếu thờ mẹ, cúng dường phụng sự cho mẹ, như là cơm nước này kia. Bà già cũng già dữ lắm mà sư thì cũng gần 50 tuổi rồi, cũng mấy tuổi hồi đó tôi còn nhỏ lắm, tôi chơi 20. Tôi nói rằng tôi làm sao mà được cái bài thơ này. Ông nói thầy đây là thầy tu học nhưng mà thầy không biết thầy đâu. Ông nói thế gian phi trị thế gian tâm thở trong thế gian, trong cuộc đời, nhưng mà thầy không phải là cái tâm của thế gian. Tôi thấy thầy không có tâm thế gian. Tôi nói trời, tôi là đời chứ tôi đâu có phải. Ông nói thì thầy hình đời, mặc dù hình thức đạo nhưng mà thực sự thầy còn có cái đạo thật nữa. Bởi vì trong cái nhất hướng tôi dòm thấy sự tu học của thầy, nhất hướng bồ đề quảng bắc thanh. Chứ thầy đạo có học hết cái chương trình nhưng mà thầy giảm thì khi mà giảm nó thì thầy tự nghĩ thì nói ra. Nhưng mà cái nghĩ đó nó rất chính xác. Bởi hồi đó tôi bắt đầu tôi giảm duy thức phương tiện đàm của đường Đại Viên ấy. Giảm duy thức lúc đó Hòa Thượng Hành Trụ cụ cho tôi giảng, đường bỏ tôi giảng. Bởi vì lúc đó là Hòa Thượng Thích Thiện Định giảng về duy thức học ở đó. Tôi là học trò, học sinh thôi. Tôi học cái năm khóa hạ 60-61 gì đó. Rồi bữa đó tôi lên trình bày. Trình bày là giữa thức và trí, giữa cái gì đó.
mà sao tôi nói quá suôn sẻ. Ủa, thầy học bao giờ vậy? Lúc đó tôi mới sẽ viết cho nó, con đâu có học đâu, con nghe thầy nói và con nghĩ là cái thức với cái trí đó nó không phải hai. Nhưng mà khi mình, nếu mình khởi cái tâm phân biệt thì nó là thức, còn khi có không phân biệt thì cái nguyên lý đó là trí. Nhưng mà tôi nói sau lúc đó nó hay lắm, chứ không phải là như bây giờ quen hết rồi. Ông nói vậy thầy như vậy là thầy hiểu ý thức rồi. Cái rồi sau đó ông nói tuần tới này tôi bận việc mà nếu bỏ thì nói thầy dẫn cái bài tiếp đi giùm tôi. Tôi nói là con đâu có dẫn sư, con dẫn được, thầy cứ dẫn đi. Từ đó tôi dẫn cái bài đó cũng như nó lấy hay xuông rồi, cái sau đó tôi dẫn luôn, tôi dẫn di thức phương tiện đàm của đường Đại Viên. Mà lúc đó thực sự tôi học cũng chưa hết cái di thức đó nữa. Cho nên do như vậy cái vấn đề á, không phải là cái người giỏi hay là người giỏi, nhưng mà cái tâm của mình đó nó có hai chiều. Một là mình nhớ lại, ví dụ trước, ngày trước, đời xưa hay là kiếp trước mình có học, tu biết rồi hoặc là mình có tu rồi, thì bây giờ mình tiếp tục thì nó suôn sẻ chứ đâu có gì. Còn nếu không á, thì cái tâm của người ta đó là nó đủ, cũng như nó có hột giống sẵn rồi. Tâm của mình á, trong kinh như là cái quán hạnh của Bồ Đề Đạt Ma đó, thì nói là mình cũng là có tâm Phật, tức là tâm Phật là tâm giác đó, tức là con người nó có cái tâm giác sẵn rồi, nhưng mình quên rồi, mình không nhớ được đó. Thành bây giờ mình học để cho nó nhớ lại tâm giác. Còn cái học đó là cái chỗ gợi nhớ thôi, chứ không phải là cái học, không phải là mình ở trong cái ngôn ngữ, nghĩa là để phân tích gọi là tri thức đó, nó gọi là giáo lý hay là gọi là đạo, gọi là gì hết cả. Nhưng mà nó để là nó nại lên cho được cái nguyên lý thật của tâm thể của mình đó. Cho nên từ đó tôi mới bắt đầu tôi say và tôi nghĩ ngợi. Tôi nghĩ ngợi. Có một bữa tôi ngồi yên lặng trong cái lớp đó, cái lớp giảng đó, rồi buổi trưa buổi chiều gì đó, không có ai. Tôi ngồi một mình thôi. Rồi nó mất mình đi. Không biết mất mình bao lâu. Mà lúc đó tôi cũng không biết tôi nữa. Chừng thức dậy thì có lẽ là mình ngồi đó cũng hơn tiếng đồng hồ, gần 2 tiếng đồng hồ vậy. Thì tôi mới thấy rồi. Sao mình ngồi mình thấy có chút xíu mà không có thời gian, mà sao lại nó kéo dài, mình dòm đồng hồ mình thấy gần tiếng mấy đồng hồ, tiếng đồng hồ. Thì lúc đó mình ở đâu? Tôi mới coi kỹ lại thì thực sự mình không ở đâu cả, bởi vì lúc đó mình không có. Không có mình, có lẽ là mình nhập định được một cái tí đẻ nào đó ở trong đó. Mà trong định là tự nhiên cái định đó mình không có kiềm chế, không phải là, bởi vì cũng đâu có ai dạy cái pháp mình tu đâu. Mình nhập, mình ngồi, mình quán gì đó, cái đồ tự nhiên nó định thôi. Nó giống như mình ngủ gật, nhưng mà không phải là ngủ. Đó. Cho nên sau đó tôi mới bắt đầu tôi cố gắng nhớ lại cái thời gian mà mình yên tĩnh ngồi đó nó là gì. Thì tôi biết là cái khi mà mình lúc đầu mình gọt cái vọng tưởng, mình vượt qua những cái vọng tưởng hay là bằng cách này cách kia, nhưng mà mình dùng cái thức mình loại trừ đi, hay là mình kiềm chế, hoặc là mình đưa một cái pháp khác tới để cho mình không có vọng. Nhưng một chút xíu thì nó lọt vào cái mà không vọng. Cái không vọng đó không phải là mình diệt trừ mà nó xảy ra này kia, mà cái không vọng á là cái bản thể của mình nó có thật. Mà sau này tôi mới tin là mỗi con người đều có tâm thật, chứ không phải là mình đào tạo gì hết. Mình mỗi con người đều ai cũng như nhau cả. Cho nên tôi cứ cảm thấy là dường như nó có một sự bình đẳng thật sự. Vị thầy với vị trò nó cũng vậy thôi. Cho nên mới nhớ lại Đức Phật nói đều có tánh Phật. Tánh Phật tức là cái tánh bình đẳng, nghĩa là Phật và chúng sanh tâm vô sai biệt. Tâm Phật chúng sanh tâm vô sai biệt. Chúng sanh là nói cái tổng thể của tất cả cái tướng trạng, có cái sắc pháp và tâm pháp. Còn tâm là nói cái nguyên lý thật, còn Phật là nói thành tựu, là cái sự giác giả. Cho nên ở trong đó mình tâm tư, mình suy nghĩ đó, thì tự nhiên mình tin được.
Mình tin là bởi vì mình cũng có cái phần gì đó, rồi nó mới cho mình một cái tin. Cho nên từ cái tin đó mình có một sự mạnh mẽ để mình tiếp tục mình học. Mình tin rằng mình học mình sẽ hiểu. Bởi vì cái học là sự gợi nhớ lại, chứ không phải là mình cái vấn đề tu mà như cái bài này nói này, cái lý nhập là thực hành theo giáo lý mà bước vào cội nguồn của đạo. Tức là cái giáo lý là cái mình gợi nhớ lại, chứ không phải là mình bắt chước theo. Tin sau rằng các loại hầm sinh đều cùng một nhân tánh, tức là một cái nhân đó, cái tánh thực đó, chỉ do khách trần tức là vọng tưởng. Chính cái từ khách trần này mình mới biết, nếu mà mình không khách trần thì là mình đồng với cái Phật tánh. Cho nên trong kinh Lăng Nghiêm nó khách trần phiền não, vọng tưởng che khuất nên không hiển lộ. Bởi vì có vọng tưởng, chúng ta có vọng thì nó sẽ không có cái tâm chân tâm. Cái vọng là nghĩ, mình ngồi lúc nào mình cũng nghĩ nhớ chuyện này, nhớ chuyện kia. Còn không nhớ là thì có hai trạng thái sanh ra, một là giống như mình không biết gì, giống như mình hơi ngu ngơ. Còn hai là mình chìm xuống, mình ngủ, mình mệt, mình ngủ gục. Cái tâm mình vậy, cho nên nó không có thấy cái độ sáng, cái độ mà yên tĩnh không là gì. Cho nên mới nói, chỉ do khách trần vọng tưởng che khuất nên không hiển lộ. Nếu rời hư dối mà trở về nơi chân thật, hư dối tức là cái ý nghĩ của mình, dừng lại trong bích quán. Bích quán thì cũng giống như là Bồ Đề Đạt Ma, mình say mặt vào vách đó. Nhưng mà cái bích quán này tức là mình nhìn cái không có gì, cũng như một tấm vách, nó không có nói gì cả. Không thấy có mình, có người, phàm thánh là một, vững chắc không giờ, cũng không theo chữ nghĩa. Đó là hợp với lý, không phân biệt, tịch diệt vô vi, gọi là lý nhập. Nghĩa là mình không có phân biệt, mình không có nói mình mới tu lâu, mình là phàm hay là thánh, là nghĩa là không rời tất cả vọng tưởng so sánh điên đảo. Cho nên không phân biệt, mà khi không phân biệt rồi thì tự động nó tịch diệt. Chứ không phải mình không phân biệt làm tịch diệt vô vi. Thì cái không phân biệt mà mình thấy cái chỗ không phân biệt, mà cái nguồn gốc của cái không phân biệt đó, chứ không phải là mình nín lại, mình không có nghĩ, thì chỉ đó là mình hiểu được chỗ đó, gọi là lý nhập, bắt đầu cái chỗ đó. Hạnh nhập có bốn, tất cả những hạnh khác cũng đều nhập cả vào bốn hạnh ấy. Bốn hạnh đó là gì? Thứ nhất là báo oán hạnh, thứ hai là tùy duyên hạnh, thứ ba là vô sở cầu hạnh, và thứ tư là xứng pháp hạnh. Cho nên chúng ta nhớ cái báo oán hạnh, tùy duyên hạnh, vô sở cầu hạnh và xứng pháp hạnh. Báo oán hạnh là người tu gặp lúc khổ nên tiên nghĩ rằng mình từ trong vô số kiếp xưa bỏ gốc theo ngọn, trôi nổi trong cấp pháp hữu vi, khởi nhiều oán ghét tội lỗi rất nhiều. Ngày nay tuy không lầm lỗi, nhưng chính là cái tai họa do trước kia đã tạo của mình. Khi có ác nghiệp kín, không có rời, không có người nào có thể thấy được. Nay mở tâm nhận chịu, không than thở, kinh dại, gặp khổ không buồn, vì sao thế hiểu rõ vậy. Nếu như thế thì tương ưng với lý, lấy oán mà tan tiến đạo hạnh, nên gọi là báo oán hạnh. Cũng báo oán hạnh hoặc là cái sự cũng như mình nói nhẫn nhục, nhưng mà ở đây mình biết rõ như thế đó, cho nên mình cũng không có phải là cố gắng. Mình hiểu như vậy thì tự nhiên cái tâm mình nó sẽ nhẹ nhàng. Mình đây, hồi trước mình đã không hiểu được giáo lý, mình gặp rất nhiều cái sự trở ngại, bây giờ nó không được suôn sẻ, trong cái nhân tốt mình chưa đủ, cho nên bây giờ cái quả nó khó khăn nó như thế. Mình chỉ tin như thế thôi, và mình cố gắng mình tiến theo cái con đường chánh pháp chánh nghĩa.
chứ không phải là mình tin như thế mà mình có tính chất mình gầm mình chịu, mình vẫn tu vẫn học vẫn tiến, mà bởi vì mình trừ được cái khổ khó khăn trở ngại đó, cho nên gọi là cái báu ấm hạnh, thì mình cũng dễ nhập vào chân lý. Thứ hai là tùy duyên hạnh, chúng sanh không phải do chính mình làm chủ mà do duyên nghiệp duyên chuyển hóa, cảm nhận khổ vui đều do duyên nghiệp nên được quả báo tốt đẹp vinh dự, vân vân. Cái nhân duyên á là nó từ cái này cái kia và nó sanh ra á, nó làm cho mình sanh ra một cái loại tâm. Ví dụ mình thương người cũng nó cũng từ một cái duyên, mà mình ghét người cũng từ một cái duyên, mình gặp cái này á cái kia nó cũng có cái duyên, tự nhiên nó sanh ra thì nó cũng ít, mà cái từ cái duyên đó và cái duyên đó nó hiện đời nó thô, mình có thể thấy bên ngoài được, còn nó tế là do bên trong tâm mình, vì một chỗ nào đó một cái gì đó cho nên mình thấy một người đó mình sanh lòng kính trọng, hoặc mình thấy người đó mình sanh lòng khinh ghét này kia, thì cái sự khinh ghét hay là kính trọng đó mình thấy tự nhiên nó sanh. Nhưng mình đừng có đổ thừa, đừng dễ cả, thì tự nhiên nó diệt. Khi nó sanh hay nó diệt đó, mình thấy được quán chiếu nó. Nó là cái không thật, không có thật. Chứ không phải là mình sanh, mình diệt. Biết như vậy thì tự nhiên mình cũng vào được cái lý đạo. Đó là do nhân quá khứ cảm nên cho nên ngày nay có được. Khi duyên hết thì trở lại không. Có gì mà vui khi được. Được mất theo duyên, tâm không thêm bớt. Cho nên gọi là gió vui không động, thấm nhuần nơi đạo. Đó là tùy duyên hành. Nghĩa là chúng ta, trước hết là chúng ta chấp nhận cái từ duyên, tùy duyên. Nhưng mà chúng ta đừng có đổ thừa. Nếu cái gì mà, nếu mà cũng nói là duyên, nhưng mà chúng ta có quyết định, thì chúng ta cũng có thể thay đổi cái duyên mà nó không thoải mái đó, nó thành thoải mái. Do cái sự cố gắng của chính bản thân mình và chính cái tâm lý mình mà mình định vị được. Cũng như mình học bài hay là mình coi kinh, mình thấy không hiểu, thì mình nghĩ là bây giờ mình khó khăn, mình chậm, mình dốt như vậy. Thì do cái đời trước mình chưa có học, cho nên nó không có gợi ý được rõ ràng này kia, nhưng bây giờ mình cố gắng mình thật thì nó được. Cho nên nếu chưa học thì mình học, mình học không bằng người thì mình phải cố gắng mình học hơn nữa. Vì thế cho nên tất cả nó đều do cái tâm mình sanh ra tích cực, thì cái sự việc nó sẽ đi nhanh hơn, nó tích cực. Còn mình tiêu cực, mình nói tôi mình không đổ bằng người, mình cố gắng thế này nó mệt, mình sanh ra cái ý mà nhận là coi như nó thối chí tiêu cực, thì tự nhiên nó là thật, nó cũng thật như vậy. Cho nên tất cả nó đều do cái ý lực của mình, cái ý nó làm ra một cái sức mạnh, hay là nó làm ra một cái sự chặn lại với con đường tiến của mình, đều là mình quyết định thôi. Còn cái vô sở cầu hạnh là người đời trong còn đơn mê đam mê giấy đầy sự tham trước, gọi đó là cầu. Người trí giác ngộ sự thật, ngược lại thế tục, an tâm nơi vô vi, thân thuận theo sự biến chuyển. Vạn vật đều là không, không có chỗ để ham muốn. Công đức và hắc ám thường đuổi theo nhau. Ba cõi ở như là ở trong nhà lửa, có thân tất khổ, chẳng ai được an ổn. Hiểu rõ điều chỗ này thì bỏ được mọi thứ, dừng lại vọng tưởng, không có cầu mong. Kinh dạy có cầu tất có khổ, không cầu được vui, khi không cầu được đó thật là tu đạo. Tức là cái vô sở cầu hạnh này, bởi vì mình biết việc gì mình cũng do cái cầu trong đó nó là một cái mong tưởng mong mỏi.
Cho nên ở trong sách của Thượng Tri thường nói là cái hy vọng. Hy vọng là điều chúng ta ở trong một sự tâm tối người không biết, thì nhờ cái hy vọng đó người ta mới cố gắng gì đó. Nhưng mà điều đó nếu mà mình muốn hiểu được cái tâm thật, hiểu được cái nội tình bên trong, cái nguyên lý của nó, thì mình phải bỏ tất cả cái cầu mong. Vô sở cầu thì mình sẽ được cái vô sở đắc. Bởi vì cái cầu mong nó chỉ là cái cầu cần cái vật chất, hay là cái chuyện người đời thực sự, thì nếu mình không cầu thì nó không được. Cũng như giống như là đứng về cái pháp nó gọi là lợi tha, hay là cái lòng tin, hay là cái thì mình phải cầu. Đứng về sự đó mình phải cầu, như là mình phải niệm Phật, hay là mình phải chí tâm mà tụng đọc thần chú, hay là mình niệm Đức Quan Thế Âm, có việc khổ việc khó khăn, bởi vì đó là cái pháp tu của chư Phật Bồ Tát dạy mình. Cho nên nó sẽ cầu tác ứng, vô niệm bất tùng. Mình có cầu thì có ứng, không mong mỏi thì nó không được. Bởi vì cái cầu á là thật sự đứng về cái pháp tánh, cái pháp mà xả, không có chuyện gì để thấy cái tâm mình trắng bạch thì không cầu. Mình sẽ chấp nhận tất cả mọi việc đến đi, hay là sống chết hay gì đó, đều bằng lòng để thấy cái sự thật đó. Nhưng mà điều này nó chỉ có chừng 1/2 phần 10, hay là 10% thôi. Người ta có cái tâm, có cái tu như vậy, có đạt như vậy. Còn bằng không thì không cầu thì nó không được. Phần nhiều thì tu tất cả các pháp đại thừa lãnh tha thì phải cầu các vị Bồ Tát hay là Phật. Cầu nhưng mà mình vẫn có cái tự chủ, biết tiến hóa làm sao, biết tiến lên làm sao. Và hơn nữa cái cầu nó có cái này, cái tâm của con mình thì thường thường mình hay tự hào, tự chủ. Mình hay có đức tin mà trong khi mình không biết cái lực của mình nó cũng có giới hạn không. Cho nên chúng sanh nó không thể được. Còn nếu mà mình tin Phật hay là tin một vị nào đó mà mình chí tâm, mình cầu, thì trong khi mình cầu đó là gì? Trong khi mình cầu đó, tức là trước hết mình không có cái ngã thất riêng. Thứ hai là mình không có cái tâm vọng khác. Thứ ba là nó tập trung ở trong cái chủ đề của mình cầu, thì mình sẽ đạt được. Cho nên hai cái này nó đều được hết cả. Ở đây thì nói mình không cần cầu, thì theo cái pháp mà mình trắng bạch trở lại cái tâm. Nhưng mà cái cầu của mình đó nó cũng trừ bớt đi cái ngã mạn, và nó có cái niềm tin ở trong cái thoát tâm cầu. Với hơn nữa cái cầu đó là tuy không tâm mà mình sanh lên tâm, mình không niệm, không có cảm mà mình sanh ra cảm. Đứng về cái pháp tánh thì thực sự nó có một sự đổi mới, nó có một sự khác với cái tâm vô cầu. Nhưng mà cái sanh cái tâm cầu đó, tức là mình làm cho nó có thể ứng được, cái nào hữu cầu vô tác ứng, vô niệm bất tùng. Cũng như là đọc trong cái chuyện mà của Krishna, thầy của Vivekananda đó, thì ông là một cái người không có học, ông rất coi là ông không học chứ cũng phải là dốt nát, mà ông rất là thiện, rất là lành. Ông hành đạo mà ông cứ ở một mình ở ngoài trong rừng, ở trong chỗ vắng, ông cứ kêu gọi ông nói, nếu mà có quả nhiên có một cái bà mẹ vũ trụ thì hãy đến giúp đỡ con, hãy đến dạy bảo con. Và ông rất là tin, cũng giống như là ở Việt Nam người ta tin mẫu vậy đó, tin mẹ, tin mẫu vậy đó. Nhưng mà cái đức tin của ông đấy nổi, mà khi mà ông cầu lúc đó còn trẻ lắm, thì có một cái người đó, người đàn bà đó, tự nhiên đến để dạy ông. Người đàn bà thật đến để dạy, mà bà này là một nhà thông thái, đến dạy.
Mà hàng ngày ông ở trong một cái những cái đền Ấn Độ giáo này, thì ông không thể tập trung được. Ông cứ ông cầu cầu và rồi ông làng ngày ông đốt đèn, cũng như đốt đèn đốt nhang thờ cũng đó. Rồi cuối cùng ông cái tâm nó định đến ông ra giữa mà giữa đầm ông ngồi ông cầu, ông kêu mẹ ơi hãy giúp con, hãy độ trì, hãy đến dạy hội dỗ con, mà tự nhiên tin cái tin một cách tuyệt đối. Nhưng mà quả nhiên sao cũng có một người đàn bà như sách nói đến để dạy ông, và dạy ông thành tựu. Và cái từ nguyện cầu của ông nó hình thành bằng cách nào không biết, nhưng mà chẳng những tất cả sự mong ước của ông nó đều đầy đủ được được ấy, mà khi ông ra làm một việc gì đó nó cũng rất là sung sẻ. Cho nên sau này đệ tử của ông là Mikinda, là một sinh viên ở Calcutta, ông nói thầy của tôi đã có một cái quyền lực từ cái sự nguyện cầu đó, cho nên ông chạm đến một người nào thì người đã thay đổi. Cũng như lúc mà Kinh Đa đến thăm họ ông đi đó, ông chỉ gót cái chân qua thì cái ông sinh viên này tự nhiên thấy mất mình, nó giống như bị sai tròn ở trong đó. Nó thầy làm vậy, thầy làm vậy. Mà ông chở cái chân ra thì tự nhiên cái anh sinh viên này, tức là Kinh Đa sau này thành đại sư đó, thì trở thành một cái người vĩ đại. Cho nên tất cả cái chuyện này nó cũng rất là, có lẽ là mình nghĩ theo cái kiếp năng lượng, tức là khi người ta chạm vào nhau thì cái chất phóng xạ của đại sư Krishna nó mạnh mẽ, nó đến với Vivekananda. Sau này Vivekananda là dạy Mikinda. Cho nên cái sự cầu khẩn nó cũng rất là kỳ diệu, nhất là trong pháp đại thừa. Ví dụ như Đức Quan Tham đó, nếu mà chúng ta thành tâm mà cầu nguyện thì nó rất là nhiều. Cho nên gọi là hữu cầu tác ứng, vô nguyện bất cùng. Tôi thì hồi xưa tôi tu thì nó cũng có cả hai. Một mặt thì tôi rất thích học hành lý trí, đọc tất cả những sách thiện giáo này kia, nhưng mà một mặt thì tôi cũng rất là coi như rất là mê tín. Tôi thường cầu nguyện đủ thứ chuyện ấy cả, mà nhất là sau tôi niệm Phật hay niệm Quan Âm, tôi chí tâm tôi cầu. Thật sự nó cũng có thật, nó cũng có những điều nó có thể nói ra nó rất là phức tạp nhiều chuyện đó, nhưng mà tôi tin rằng điều đó nó cũng có. Là bởi vì sau khi mình đổi cái tâm mình nguyện, cũng giống như mình tạo một cái thôi miên này, tự thôi miên lên cái điều đó. Mình có một tâm, mình phát ra cái lực đó, cái năng lượng về loại đó, thì nó tạo ra một lực thu hút. Cũng giống như mình nghĩ đến, mình đi xa mà mình nghĩ đến cha mẹ, hay là mẹ mình nghĩ đến mình, nhớ con quá, tự nhiên mình cũng khó chịu lắm. Mình dao động và mình muốn về. Còn nếu mình thương nhớ quá thì cha mẹ mình cũng động tâm. Cho nên gọi là cách cảm, thằng giao cách cảm. Cho nên cái nào nó cũng có cái pháp của nó. Nhưng mà nếu chúng ta ba phải trong cái này chạy qua kia chạy qua nó thì nó cũng không đúng lắm. Nhưng mà nếu mình tin tưởng thì tôi thấy cái nào nó cũng phát xuất ra cái hiệu năng của nó, cái năng lượng của nó. Bởi vì tâm của mình là tâm không, tâm không có gì cả, trống rỗng. Nếu mình hiểu được cái chỗ đó là mình chứng đạo, chứng về thiền, rồi chứng về tất cả các pháp đại thừa, rồi mình có thể chứng vào trong cái không tánh, và mình có thể có bắt đầu nó sinh ra biện tài. Bởi vì từ cái không đó mình mới nói, nó mới trúng được nói gì. Còn mình học là bắt chước, có khi mình bắt chước mình nói như vậy chứ mà mình không có biết cái điều đó. Cho nên mình nói thì nó cũng như nó trúng trong cái lý mà ông thầy ông dạy, hay là mình bắt chước theo. Nhưng mà thật sự cái lý đó không phải cái lý nó đạt được, không phải nó có thật trong lòng mình, mà do cái đó nó lặp lại bằng ý thức, bằng trí thức. Cho nên cái đó không phải là cái chỗ mà nó sáng kiến liên thuộc được rất nhiều cái khớp, và nó cũng không có cái hiệu ứng bằng cái tự mình.
Còn cái sự cầu nguyện đó, nó không biết từ đâu, nhưng mà nó sẽ sanh ra rất nhiều cái hiệu ứng. Cho nên hồi xưa có một thời mà tôi rất là cầu nguyện. Tôi cầu nguyện mãnh liệt bất cứ cái gì mà tôi thấy có hiệu ứng. Cho đến một cái lúc mà tôi nhớ là tôi đi từ trên Đa Thiện trên suối Vàng ở Đà Lạt, tôi đi về chùa Linh Sơn mà trời nó sắp mưa rồi, nó mù mà đi bộ vô đó lối xe đường nó còn mấy cây số nữa mà trời nó mừng tay. Tôi nắm tay nắm ống tôi đưa, tôi nói không được mưa, chí tâm đừng có mưa. Rồi tôi niệm Phật hay niệm Quan Âm gì cũng vậy, rồi tôi nói nhất định không được mưa. Mà cái tư tưởng tôi nó không phải định nói, giống như nó tin, giống như là mình tự nhiên mình cảm thấy mình có quyền lực phải như vậy, mình nói như vậy, mình chắc đúng như vậy. Có lẽ cái lúc đó cái trí của mình nó nghĩ không nhiều, nó không có bản ngã, mà nó cũng không có cái tin hay không cái gì cả, nó mình nói vậy là phải như vậy thì tự nhiên, nghĩa là coi như may nó sắp mưa rồi, nó gần đổ giọt xuống rồi, nhưng mà nó không mưa. Đến tới là chạy vô lọt vô cái chùa, hồi đó tôi ở chùa Linh Sơn Đà Lạt thì trời nó mưa rầm. Tôi bắt đầu tôi có đức tin, mà thật sự nó nhiều chuyện ở lúc đó là nó rất là còn nhỏ, khoảng đó là 19, 20 tuổi, 18, 19. Tôi ở chùa Linh Sơn cho nên có nhiều cái cũng thành công chứ không phải không. Cho nên tôi thấy pháp gì cũng có, pháp gì mà từ tâm mình khởi, được từ tâm mình nhóm họp, từ tâm mình tạo ra một cái dòng năng lượng mạnh mẽ thì nó sẽ được. Cũng giống như nó tự thôi miên mà thôi miên ở trong cái hướng, nghĩa là tìm cầu hay gì đó, thế nó cuồng tín thì nó vẫn có. Bởi vì tất cả có pháp đều tâm sanh, tất cả có pháp đều do tâm diệt. Tâm sanh hay tâm diệt, mà tâm là không thì mình nhóm cái gì thì nó thành ra cái thức đó. Còn cái nói ở đây là nói về cái lý, nó thuộc về chân lý. Tức là mình đạt cái chân lý đó, nó là không là dễ cả. Nó trống trơn và con người mình nó vượt qua sự lệ thuộc, nó vượt qua cái tính chất mà nó suy thoái hay là nó liên kết với cái này cái kia, mình vượt qua được hết tất cả. Cho nên nó trở thành cái không tính. Trong không tính nó mình thấy không tính là một cái thức mà nó vượt qua cả cái thức nó, tức là nó hiểu được nó là tính không, chứ không phải mình hiểu là tính không. Tính không đó, thật sự nó cũng là không tính, là lúc đó cái tâm của mình nó không có mà nó không có không, nó không gì cả, mà chắc chắn là nó trước hết là nó không có vọng, không có vọng niệm. Cái tâm nó giống như nó trống rỗng, nó trống rỗng nhưng mà nó sáng, mà nó cũng có cái dịu dàng và nó có thể yếm diễn được đó. Lúc đó là mình hiểu được cái không tâm. Nhưng mà từ cái không tâm đó mình không có bị cái niệm là không có gì, hay là mình không có bị chấp không. Cho nên cái không tâm đó mình muốn cái gì đó nó dễ được hơn, nó dễ cảm ứng hơn, nó dễ đến hơn. Bởi vì cái không tâm đó mà mình phóng ra cái tâm của nó rất mạnh. Cho nên đó là cái điều mà mình phải có phần kinh nghiệm đó thì mình mới hiểu được cái chỗ có và không đó là gì, không tâm là gì. Cho nên phần nhiều cái giáo lý đó tuy nói vậy, nhưng mà nếu mình tin và tin theo lý hoàn toàn thì cái sự ứng dụng của mình nó không được, kết quả không được nhiều. Còn nếu mình tin mà mình có cái sự thực hành, mình có tự kinh nghiệm thì cái điều của mình nó phù hợp, nó sẽ xảy ra. Thành tôi hồi đầu tiên thật sự tôi học về lý không đủ thứ cả, kể cả triết lý đồ này kia đó, thì tôi lý, nhưng mà đến khi tôi khó cái điều gì rất khó khăn mà mình không biết nhờ ai gì thì tôi nguyện Phật, nguyện gì mà khi tôi nguyện tôi khóc, tôi tha thiết lắm, một mình tôi trong đêm khuya thì tôi thấy nó được cảm ứng. Cho nên sau đó tôi gần như là tôi tin cả hai, tôi tin lý thì cũng có tin, mà tin sự cũng có tin,
Thành tôi nghĩ là cái tâm mình nó không có lý, không có sự, nó không gì. Cái thực sự là nó không có chuyện gì cả. Rồi cho do cái lực của mình từ cái không đó mà mình nhóm là cái gì thì cái đó nó có sức mạnh. Từ nó trở thành một sự tụ tập cái năng lượng, cũng như cái nguyên lý của cái sự thu hút. Cho nên trong này nó vô sở cầu hạnh là người đời đam mê, giải đầy sự tham trước, gọi đó là cầu. Mà khi nói như vậy nhưng mà mình phải thấy cái tâm mình cầu hay là tâm xả, tâm gì mình phải thấy vào trong thì mình đọc cái này nó mới hợp. Chứ còn nếu không thì mình chỉ nghe nói, chứ mà thực sự mình cũng như mình không muốn là không muốn, không cầu là không cầu, thì mình thấy cái chỗ không của mình nó là gì. Giờ mình muốn, mình cầu thì mình thấy cái tâm có đó là gì. Nó không có lên tiếng, nó không có ngôn ngữ, nó không có nói tôi là gì mà mình phải thấy. Chứ không phải là mình ý thức rồi mình nói tôi có, tôi không. Cái ý thức đó cũng không phải là tôi. Đó là nó nhóm cái năng lượng một cái gì đó thôi. Cho nên không có thì cũng không, mình cũng không có tôi, mà ý thức cũng không phải là tôi. Cho nên người trí giác ngộ sự thật, ngược lại thế tục, an tâm nơi vô vi. Nghĩa là người trí giác ngộ sự thật, ngược lại thế tục, an tâm nơi vô vi, thuận theo sự biến chuyển vạn vật đều là không, không có chỗ để ham muốn. Công đức và hắc ám thường lũi theo nhau, ba cõi ở như là trong nhà lửa, có thân tất có khổ, chẳng ai được an ổn. Hiểu rõ chỗ này thì sẽ bỏ được mọi thứ, đừng dừng lại vọng tưởng. Không có cầu mong, kinh dạy có cầu tất có khổ, không cầu được vui khi không cầu mong, thật là tu đạo. Bởi vì nói này là nói cái pháp thiền, pháp thật, cái pháp đấu dấu kiến tánh của Bồ Đề Đạt Ma. Nhưng mà thật sự ngược lại nó cũng có. Bởi vì cái thượng căn thì người ta giác ngộ như vậy là người ta trở thành giải thoát. Nhưng mà trung căn hạ căn thì phải có tu được các pháp. Cho nên dường như tôi nó giống như bà Phải, cả hai tôi đều tin cả. Tôi tin cái không đó thật sự là chính xác. Cho nên có lúc cái tâm tôi nó cũng trống trải, mà có lúc tôi cũng rất là có một cái sự cầu mong, ước nguyện gì đó. Và có lần tôi thử thách, tôi nói con nguyện cái này mà Phật Bồ Tát không cho, con là con bỏ luôn, con tu nữa. Cái đó không biết ông sợ sao tu được. Ngày kia mà tôi quyết chí lắm. Cho nên có một lúc hồi tôi nhỏ, tôi ở trên cái vùng đó, tôi muốn gì đó mà nó không được, tôi xách trong một pháp rồi tôi đập. Tôi nói ông một pháp ông hộ cho tôi này kia, bây giờ tôi thờ ông vô ích, tôi đập. Nghĩa là cái tâm tôi thực sự nó bạo động, nó bất thường. Nó sanh ra cái gì nó cũng đủ mạnh, nó làm gì đó. Nhưng mà sau này tôi mới dung hòa, tôi biết đúng là mình không có tâm gì cả. Cái không tâm đó nó mới thật. Chính cái không tâm đó mình mới sinh ra tâm. Mình sinh ra cái thức muốn hay là không muốn này kia đó. Thì tôi mới quán ngược lại cái chỗ có và chỗ không đó. Nó từ một cái nguyên lý trống trơn, một nguyên lý vô vi, cũng như trời nó trong sáng không có gì cả, tự nhiên có một cái chấm đen hay một chút gì đó thì lần lần mây nó tụ lại. Chứ còn trước một chí chi mây thì trời nó không có gì mà từ đâu. Thì dĩ nhiên bây giờ mình biết từ những cái nước, từ những cái bụi bặm sương mù này kia. Nhưng mà trước và trước tất cả đó thì cái gì. Cho nên trong giữa cái có và cái không nó rất là vi tế, nó nhỏ nhoi mà mình không thể thấy được. Cho nên nếu mình tin cái gì thì nó có cái đó, mà không tin thì nó không có. Có những cái nếu mà sự đời mình không tin thì nó có, nó cũng có. Còn mình tin có khi nó cũng có, là bởi vì cái đức tin đó nó đúng cái vị trí không, nó đúng cái công chuyện, cái vấn đề không.
chứ không phải là mình tin cái gì nó sẽ có cái đó tùy theo. Anh mình khi mình hiểu như vậy thì sau này mình nó gặp là mình đi vào được cái trung đạo, tức là biết cái lẽ phải thực sự có không, nó đều do một cái duyên tinh tế. Cái duyên đó dù là vật chất hay là tinh thần, dù thân hay là tâm, nó cũng có một cái loại duyên. Mình nói cái duyên này nó cũng phức tạp lắm, nếu mình đổ thừa nó thì nhiều khi mình cũng không hiểu. Cho nên vạn vật đều là không, không có chỗ để ham muốn. Công đức và há cám thường đuổi theo nhau, ba cõi là như trong nhà lửa. Tức là trong kinh nói tam giới vô an vui như quả trạch, ba cõi nó giống như trong cái nhà lửa thực sự. Cũng như có hồi tôi cũng hay mệt mỏi đau quá, tôi thấy thiệt sự đúng là cái nhà lửa này là cái địa ngục là trong tâm mình, trong thân mình đấy. Nhưng mà tôi cũng không có nguyền rủa, tôi cũng có bực mình, tôi thấy vậy thôi, chấp nhận mình ở địa ngục cũng được đâu sao đâu. Cho nên có hồi tôi nghĩ tu, có khi mình tu dở sau đó mình phải xuống địa ngục. Tôi nói có khi nó cũng là cái tốt, mình xuống dưới để mình thấy tất cả sự đau khổ của người ta. Có nhiều người họ là tạo tội, họ không có tu, xuống dưới họ còn khổ dữ nữa. Mà bây giờ mình xuống một chút mình sợ, có khi là trong địa ngục đó biết đâu bà con của mình nhiều đời nhiều kiếp phở đó sao. Mình ích kỷ để nữa, cho nên như vậy. Tự nhiên tôi dung hòa tất cả ý nghĩ lại thì tôi thấy tôi thì cố gắng tu, nhưng mà nó có xuống địa ngục hay không cũng được đâu. Mình cố gắng mình tu như vậy mà mình xuống địa ngục thì có thể có những người họ tu ít hơn mình, họ còn khổ hơn nữa. Thì tôi nghĩ như vậy thì mình cũng không nên sợ, nên không ích kỷ. Cho nên tất cả đều do cái tư tưởng của mình, mà mình khéo nghĩ, khéo tính thì nó dung hòa được. Còn nếu không thì nó đập bộ ở trong cái tư duy của mình. Mình sẽ khổ vì cái bản ngã của mình. Mình nó nghĩ vậy mà nó không phải vậy. Cho nên nó công đức và hát ấm thường đuổi theo nhau ba cõi, như là nhà lửa, có thân tất có khổ, chẳng ai được ổn. Hiểu rõ như vậy thì bỏ được mọi thứ, dừng lại vọng tưởng, không có cầu mong. Cho nên vô cầu á, thì mình phải sống cho nó tâm sạch, mình phải có sức mạnh, tự tin, vận vật mọi việc gì đó, có không đều chấp nhận, không có gì cả, cái gì nó đến thì mình biết cái đó. Kinh dạy có cầu tất có khổ, không cầu được vui, khi không cầu mong có thật, đó thật là tu đạo. Một cái nữa là xứng pháp hạnh, lý thể có pháp tự tánh thanh tịnh, trong đó mọi vật đều là không. Thật sự thanh tịnh hay không thanh tịnh đó là mình chỉ dứt ở trong lòng của mình. Trong lòng của mình chả có nghĩ gì cả. Và mình nghĩ đó là tịnh thì nó tịnh, mà nghĩ đó là bất tịnh thì nó bất tịnh. Tôi thấy do nó ý nghĩ của mình đó. Mình phải có tự cái kinh nghiệm đó. Nhưng mà thế giới này dù bất tịnh nhưng mà cái tâm mình tịnh thì nó cũng tịnh thôi. Cho nên hồi xưa tôi hay ngồi tôi nhìn những đống rác mà họ quét họ nhóm ở đâu đó, rồi trong đó có nhiều khi nó có phân, có những chất dơ này kia. Tôi nhìn mà tôi thấy có lúc tôi nhìn tôi không thấy vậy cả. Thì tôi nghĩ lại là mình không có nghĩ, chứ không phải là mình không có nghĩ, cho nên mình không nói đó là dơ sạch vậy cả. Thì là do cái không nghĩ của mình. Còn nếu mà nó dơ trong cái vật chất thật mà mình nghĩ nó sạch thì cũng vô lý. Mà nó sạch thì mình nghĩ dơ cũng không trúng. Cho nên mình nếu mà đứng về cuộc đời thế gian thì mình phải thấy như chính mọi người thấy nó sao thì thấy vậy. Nhưng mà cái tâm mình á, mình sẽ thay đổi, mình sẽ nghĩa là mình khóa nó đi, mình không nghĩ. Cũng như là ví dụ bây giờ mình gặp một người không vừa ý ghét, nhưng mà mình biết trong tâm mình nó thôi mình không thèm ghét, mình để yên vậy đó, sao cũng được, thì tự nhiên nó không sanh ra cảm giác khó chịu. Thì mình cái cho nên tất cả cảm giác là do mình sanh ra, mình sanh ra mình xác định cảm giác đó là gì, nó thành ra lý trí, thành cái lý trí nó cũng là mình quyết định ra. Cho nên nếu mình thấy nó thì tự nhiên mình có thể thay đổi, có thể nghĩa là mình đổi qua đổi lại biến đổi. Còn nếu mình không thấy nó thì mình nói cái gì nó cũng dính dính, nó có cũng không đúng mà nó không cũng không đúng, nó có với không nó vậy. Nên cái bài câu thơ mà
có bởi không giáo điều hành tiến bộ, cuộc trời đời oán trách vô danh. Có và không do mình mê tín, mình chấp có chấp không. Cho nên có với không giáo điều hành tiến bộ, cuộc trời đời oán trách vô danh. Nghĩa gì đâu khi sắc lá lìa cành, nhưng có gượng đảo điểm trong gió bụi. Cái câu thơ này là hồi đó cái anh bạn học sinh viên ở trên Chùa Chính Giác, anh làm chút với tôi. Xuống pháp hành lý thể có pháp tự tánh thanh tịnh, trong đó mọi vật đều không. Thật sự thì tất cả khi mình cái tâm mình tịnh thì có pháp nó thanh tịnh hết. Cái thanh tịnh, thanh tịnh là gì? Thanh tịnh tức là cái tâm mình nó không nghĩ vậy cả, nó trong sự yên tĩnh vô vi. Mình nhìn sự vật nó không có gợi lên, nó không có kêu cái tay. Cũng như mình nhìn cái bông này, bây giờ hỏi cái bông gì tôi không biết. Có khi tôi nghĩ đằng hầu thì tôi nhớ thì tôi biết, còn tôi không nhớ hay gì thì tôi không biết, hoặc là tôi cũng không biết. Cho nên thường thường tôi sống ở trong cái không biết nó dễ hơn cái biết. Và tôi, bởi vì tôi tập trong cái không tên, cho nên từ cái câu môn vật không tên ta nào thật, mây trời vạn trọng nước trôi xuôi. Tất cả thế giới này nó không có tên, mà chúng ta đặt tên là bởi vì đặt tên để mà chúng ta dùng, để mà chúng ta gọi, chúng ta kêu. Thì cái tên đó là cái tên mình đặt thôi chứ thế gì. Còn tất cả thế giới này nó không tên bởi vì thế giới này nó không có thật. Ví dụ mình nói cái bông này nó đẹp, nhưng mà sáng mai ngày mốt là nó đã biến đổi rồi. Khi mình vừa nói nó đẹp là nó đã biến xấu rồi. Nó luôn luôn nó thay đổi, chuyển động không ngừng. Cho nên khi mình nói chưa dứt câu thì nó đã thay đổi rồi. Cho nên trong đó mọi vật đều là không, không nhiễm, không trước, không chủ, không khách. Kinh dạy pháp không chúng sanh, nên lìa chúng sanh cấu. Đây là trong kinh Gia Mang Di Mật Cập. Cái pháp nó không chúng sanh. Mình nói cái gì là do cái tâm chúng sanh của mình, cho nên lìa chúng sanh cấu, lìa cái cấu nhiễm của chúng sanh. Pháp không chúng sanh, lìa chúng sanh cấu. Pháp không có ngã, lìa ngã cấu. Cái pháp nó không có tự chủ, tự thể, nó không là gì cả. Cho nên mình đừng có cái sự dính dấp vào cái đó. Dính dấp vào cái ngã cấu, cấu ngã. Bởi vì ngã là một sự dựa vào chấp nhất, nó là cái này, nó là cái kia. À, tôi là tên này, tôi là tên nọ. Cho đến tôi là con trai, tôi là con gái, đường ông, đường bà, tôi là ông chủ, tôi là người thợ, tôi là cái bằng đủ thứ chức vụ hết cả. Mà giá trị cái chức vụ nào đó là nó để xử lý công việc thôi. Còn với cái người mà không dính dấp gì công việc, đời sống thì nó đâu dính dấp gì đâu. Cho nên mình ví dụ như có con thì mình là ông cha, ông cha đối với người con thôi. Nhưng mà đối với một người bằng với mình hay là họ lớn tuổi hơn mình thì mình đâu phải là cha, họ đâu kiểu mình là cha được. Cho nên tất cả từ nó để chỉ dùng thôi, nó để trong cái chỗ mà mình ứng dụng đó. Cho nên chúng ta hiểu như vậy thì chúng ta phá chấp. Mình tạm mình cũng dùng hết, nhưng mà trong lòng của mình biết là mình chỉ dùng trong lúc đó thôi, chứ nó không có thật. Pháp không có ngã, lìa ngã cấu. Người trí nên tin hiểu lý này, có thể thuận với Phật Pháp mà tu hành. Bản thể của Pháp là không, bản thể của Pháp là không, nên xả thí thân mạng, tài sản mà tâm không liên tiếp. Cái này thì lâu lâu mình cũng làm lần, mình làm cũng có khi được, rồi có khi nó cũng trở lại cái không được. Cũng như đồ đạc sách vở của tôi, hồi giờ tôi cũng bỏ biết bao nhiêu lần, rồi ở đâu nó cũng tụ lại. Nhiều khi mình nghĩ hễ mình còn lòng tham thì nó vẫn có như cũ. Mà có khi mình có mà mình không tham, nhưng mà mình cần dùng thì nó vẫn có. Cũng như cái nhà sách đây, bây giờ nó cũng có chừng vài ngàn cuốn, nhưng mà hồi đó nó còn nhiều hơn nữa, 3-4 lần rồi đem cho hết. Nhưng mà rồi nó cũng biết thôi, bởi vì mình cần dùng là mình tự mình mua lại hoặc mình sẽ tặng lại, nó cũng có. Bây giờ thì không phải là mình có hay không,
nhưng mà nó làm tài liệu, cũng như cuốn sách này nó có để nó làm tài liệu mà mình nói chuyện, chứ đâu có phải mình thủ giữ gì đâu, đến bữa chết nó cũng tiêu hết rồi. Cho nên nó nếu liền ngã cáo người trí nên tin hiểu lý này có thể thuận với pháp mà tu hành. Bản thể của pháp là không, cái chân thật nó là không, bởi vì cái không với cái có là do cái ý thức của mình thôi, chứ không có cái gì mà bởi vì có thật là cái nào cũng có, nhưng mà nó không phải là thời gian, nó chỉ là thời gian thôi. Chứ còn ví dụ 5 năm 10 nữa năm nó là tiêu, cũng như cái bông này một tuần sau thì nó đâu có nữa, nó héo mất rồi. Nhưng mà nó đâu phải tới là đó nó mới héo, bây giờ nó cũng đang héo, tối buổi sáng nó khóc nhau rồi. Cho nên tài sản mà tâm không liên tiếp, xả thí tài sản mà tâm không liên tiếp, hiểu rõ ba không, không nương không bám, dẹp dần trần cấu, giấu quá chúng sanh mà không mắc vào hình tướng. Mình giấu quá hay là mình nói chuyện, cũng như tôi nói chuyện này cũng giống như tôi đọc sách, tôi chơi và tôi thấy là phần nhiều nó dành cho tôi không, chứ còn thực sự tôi không biết tôi nói cho ai nghe hay này kia. Cái chuyện đó cho nên không có ai cần mang ơn hay là kính tạm gì mình ấy cả. Mình nói thì mình cũng nghe được, chứ đâu phải mình nói mình không nghe đâu, mình đâu phải cái máy đâu. Cho nên mình nói mình nghe. Bây giờ mình không phải ông thầy thì nó là còn tốt nữa, mình còn học hỏi này kia. Cho nên tôi suy nghĩ nhiều mặt, cuối cùng nó không có chuyện nào mà quan trọng ấy. Cho nên đó là tự hành mà lại có thể lợi người, lại có thể trang nghiêm đạo Bồ Đề. Hạnh bố thí với năm hạnh khác, tức là trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ đó, cũng đều đầy đủ giải trừ vọng tưởng, tu hành lục độ. Cái này là nó quan trọng, nghĩa là con người mình không có nên có vọng tưởng, bởi vì mình hãy có vọng tưởng là sai. Bởi vì vọng tưởng là trong cái khoảnh khắc đó mình thấy mọi việc nó giống như là thật, là chấp, là ngã. Còn không có vọng tưởng thì sự vật nó không có thật giả gì cả, nó không có. Hoặc là do cái biết trước mình ghim hút vào, mình nói nó là như vậy chứ nó không có thật. Cho nên giải trừ vọng tưởng, tu hành lục độ, tức là sáu độ, nhưng không thấy chỗ tu, gọi là xứng pháp hành. Cho nên chúng ta có thể nói cái quyết mạch luận với ngộ tánh luận này nó rất hay. Nó nói thẳng vào tất cả các pháp, tuy là cái pháp, cái ngôn ngữ, nhưng mà nó xác định được cái vấn đề, cái thực tập của chúng ta nó đến mức nào. Mình nghe mình thấy coi thứ mình được cái chỗ nào và cái chỗ nào mình chưa được. Cho nên cuộc sống này thật sự nó rất là vô thường, mai chấm sớm còn tối mất. Cho nên nếu một ngày mà chúng ta tiến hóa được thì chúng ta sẽ làm cho cái vốn nó đầy đủ rõ ràng. Khi mà mình có cái vốn nhiều á, là mình bây giờ cái nhà này nó cháy, mình bưng ra cục vốn đó mình chạy đi, mà vốn vật chất thì mình không bưng ra khỏi. Nhưng mà cái vốn mà trí tuệ, tinh thần, đạo đức thì nó chỉ theo mình thôi. Bây giờ mình chết nó cũng theo mình. Cho nên do như vậy mình hãy có cái tâm đạo, hãy học đạo và hãy đạt được những cái gì mà nó người ta không ai ăn cướp mình được, không ai lấy mình được cả, mà mình cũng chả lấy ai. Cho nên nó trở thành chính cái bản thể. Cho nên con người mà hiểu được cái giáo lý, mình trở thành pháp tánh, lần lần nó diệt trừ được tất cả những cái ngã thức, và lần lần cái tâm nó nhẹ nhàng, thành mình thấy cái gì nó cũng nhẹ nhàng, cũng như kể cả việc có không, sống chết, đúng sai phải quấy, tất cả nó đều tương đối, mà trong cái tương đối nó không thật. Cho nên do như vậy mình tự nhiên mà mình có thể xả ly thế giới, tức là xả ly cái thời tính, thời gian và không gian. Thời gian là đời sống, không gian là cái chỗ mà chứng cứ đương tựa cho mình. Cho nên
sự vật nó đơn giản. Nếu tùy theo cái chỗ nhận diện của mình, khi nhận xét tới đâu thì mình sẽ cũng như sẽ đạt được, sẽ đáp được, sẽ ân trú được đến đó. Cho nên tôi chỉ nhìn cái hình của Bồ Đề Đạt Ma này, tôi thấy ông lúc nào cũng trợn hai con mắt, ông không có liếc chỗ nào, ngó chỗ nào hay là gì cả. Cho nên ông, nhưng mà thật sự là tất cả cái hình vẽ thôi. Mà giả sử bây giờ có hình ông thật cũng vậy, nó cũng là vẽ. Cho nên Phật cũng là cái hình tượng thôi. Còn cái Phật thực thì nó Phật ở trong tâm của mình thì mình mới biết được. Nam mô A Di Đà Phật. Như mỗi lần nói chuyện là một câu chuyện gì đó để cho mình gợi ý, để cho mình có một chút tiến hóa, một chút đổi mới, một chút nhận xét, nhận diện. Nó gọi là pháp, nó chuyển di được cái tâm thức của mình. Chúng ta sẽ cầu nguyện cho tất cả chúng sanh đều được cái giác ngộ, và khi bỏ thân xác này được sanh qua cõi cực lạc, di dân về cực lạc, cho được khỏi cái luân hồi.